Dạ, chào anh chị em đang xem kênh Đăng Lợi TK Bonsai ạ. Bữa nay vườn kiểu Hồng Hằng mình về một clip cây đủ loại phôi trang, rồi ngọc mai và nu nu đặng keo và linh sam để giao lưu anh chị em trên toàn quốc ạ. Số điện thoại của mình là 0939 906 192, cũng là số Zalo anh chị em. Và quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Rồi bây giờ mình vô mã số 1 cho anh chị em tham khảo ha. Này mã số 1 mình lên là phôi trang cặp nha anh chị em. Lùng lực anh chị em ơi. Phôi già nua anh chị em. Dạ chiều cao là 12 anh chị em, bên đây là 13. Mình đo tổng thể anh chị em. Tổng thể là 20. Cây dài dữ lắm nha anh chị em, cái mấy cái phôi nè. Dạ, quanh này là 16 nè anh chị em. Rồi mã số 1. Quên, mã số 1 cái này là cặp chăn cam nha anh chị em. Mã số 1 giao lưu với anh chị em là 700 ngàn, mình cũng bao xếp toàn quốc nha anh chị em. Dạ, mình đổi cây. Dạ, mình lên là cặp số 2. Số 2 là một cây chăn tím sen và một cây chăn đỏ nha anh chị em. Rồi mà để mình đo quay vòng mình đo cho anh chị em tham khảo ha. Dạ chiều cao là 16, cây bên đây cũng 16 anh chị em. Mình đo hoành thân này là 16 anh chị em ơi. Cây nhỏ mà già anh chị em. Hoành thân này 17. Và mã số 2 giao lưu với anh chị em cũng là 700 ngàn. Mình bao xếp cốt toàn quốc anh chị em. Mình đổi cây. Và mã số 3. Số 3 này cũng cặp nha anh chị em. Cặp này nó giống nhau nè anh chị em ơi. Đều là chăn chăn cam lá nhỏ. Dạ chiều cao 21, cây bên đây 21. Hoành thân 14. Tổng cái này 21. Dạ mã số 3 giao lưu với anh chị em là 700 ngàn. Mình đổi cây. Rồi bữa nay mình lên lẻ anh chị em. Dạ mã số 4 cũng là phôi chăn cam lá nhỏ anh chị em. Cây này tàn đa anh chị em ơi. Dạ chiều cao là 19 anh chị em, mình đo tổng hết cái này anh chị em. Dạ tổng tổng hết ngay vị trí này là 27 anh chị em. Và mã số 4 giao lưu với anh chị em là 600 ngàn, mình cũng bao xếp toàn quốc anh chị em đổi cây. Và mã số 5 là chăn đỏ lá nhỏ anh chị em. Cây nào cũng nó có củ hết trơn anh chị em. Dạ chiều cao là 24 anh chị em ơi. Dạ tổng cái này hết là 18 anh chị em. Thì mã số 5 giao lưu với anh chị em là 480 ngàn. Dạ mình đổi cây. Và mã số 6. Mã số 6 là chăn đỏ lá nhỏ anh chị em. Dạ chiều cao là 15 anh chị em. Tổng cái này hết là 23. Và mã số 6 cái này giao lưu với anh chị em cũng là 480 ngàn anh chị em. Và mã số 7. Số 7 là chăn cam lá nhỏ nha anh chị em. Cây này có cái dáng lắc lắc nha anh chị em. Dạ chiều cao là 19. Dạ cũ này là 19 anh chị em.
Và mã số 7 giao lưu với anh chị em 500 ngàn đổi cây. Và mã số 8 cũng là chanh cam lá nhỏ anh chị em. Cây này nó có tàn đa anh chị em, chiều cao là 12. Mình đo tổng cái thân lên cho em. Tổng cái thân này hết cho 18. Mã số 8 giao lưu với anh chị em là 480 ngàn đổi cây. Và mã số 9 là trang hồng phấn anh chị em. Một cốt là ra hai thân anh chị em ơi, quá trời cái cốt này anh chị em. Dạ, chiều cao là 31. Vành eo là 21. Vành cũ là 29. Mã số 9 giao lưu với anh chị em là 700 ngàn. Mình đổi cây. Và mã số 10. Số 10 chăn đỏ lá nhỏ anh chị em. Chiều cao là 18. Nguyên cái củ này anh chị em, nguyên cái củ này là 23 nè. Và mã số 10 giao lưu với anh chị em 500 ngàn, cũng đổi cây. Và mã số 11 là chăn đỏ lá nhỏ anh chị em. Cái này nó có dáng bay nha anh chị em. Dạ, chiều bay là 27 nè anh chị em. Dạ, tổng cụm hết 24. Mã số 11 giao lưu với anh chị em là 550 nha. Đổi cây. Dạ, mã số 12 cũng là chăn đỏ lá nhỏ nha anh chị em. Dạ, chiều cao là 18. Tổng cái này hết là 25. Và mã số 12 giao lưu với anh chị em là 450 ngàn. Mình đổi cây. Mã số 13 cũng là chăn cam lá nhỏ nha anh chị em. Cây này nó có cái phôi này nó có cái dáng lắc nha anh chị em. Cây quá trời già anh chị em ơi, nứt nẻ chưa. Chiều cao là 16. Hoành thân 17 anh chị em. Củ nở nè. Và mã số 13 giao lưu với anh chị em này 400 ngàn. Đổi cây. Và mã số 14. Mã số 14 là chăn cam lá nhỏ luôn anh chị em. Đợt này về lô chăn cam nhiều anh chị em ơi. Cây nhỏ mà nó cũng già cây anh chị em. Chiều cao là 13. Đo tổng cái này hết là 19. Mã số 14 giao lưu với anh chị em là 450 ngàn. Đổi cây. Mã số 15 là chăn cam lá nhỏ nha anh chị em. Quá trời một bể đế nha anh chị em nè. Chiều cao 18. Tổng cái này hết 26. Mã số 15 giao lưu với anh chị em 650 ngàn. Đổi cây. Này quá trời xe ta. Mã số 16 là cũng chăn cam lá nhỏ nha anh chị em. Chiều cao là 20 anh chị em ơi. Tổng cái này hết là 22. Mã số 16 giao lưu với anh chị em cũng 500 ngàn. Số điện thoại của vườn mình là 0939 906 192 cũng là số Zalo anh chị em. Và mã số 17. Mã số 17 là trang hồng phấn nha anh chị em. Chiều cao 17 anh chị em ơi. Dạ, tổng hết này 19. Mã số 17 giao lưu với anh chị em là 400 ngàn. Đổi cây. Mã số 18 là chăn đỏ lá nhỏ anh chị em.
cái lô này về cây nào nó cũng già luôn hết trơn anh chị em. Chiều cao là 12. Tổng này hết là 24. Mã số 18 giao lưu với anh chị em 500.000 đổi cây. Mã số 19 là trang hồng, là trang tím sen anh chị em. Chiều cao 12. Vành thân 18. Mã số 19 giao lưu với anh chị em là 480.000 đổi cây. Và mã số 10, mã số 20. Bữa nay con mình làm nó hơi lu bu chút anh chị em. Mã số 20 cũng là trang cam lá nhỏ anh chị em. Chiều cao là 18. To tổng hết cái này đi anh chị em là 23. Và mã số 20 giao lưu với anh chị em là 450.000 đổi cây. Mã số 21 cũng là trang tím sen anh chị em. Cây này nó mục quá trời, một bể đế nè anh chị em. Chiều cao là 18 anh chị em. Vành thân 17. Vành cũ này là 30 nè anh chị em. Mã số 21 giao lưu với anh chị em là 500.000. Rồi bây giờ mình hết phôi trang, giờ mình lên hồng ngọc mai anh chị em. Cái số lượng trang phôi trang mình còn số lượng nhiều anh chị em. Cái lô này về mình mua là cây già dữ lắm anh chị em ơi. Rồi cái này mình lên hồng ngọc mai anh chị em. Vậy là mã số 22 anh chị em. Là cặp hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai này hai dán lắc hết anh chị em. Đó, mình quay cho anh chị em xem ha. Cái thân thì bằng ngón tay giữa mình đó anh chị em ơi. Nè, nó bằng ngón tay giữa mình nghe anh chị em. Đó. Nè, nó chuẩn bị là cho bông hết nghe anh chị em. Cây thuần chậu rồi. Và mã số 2, cái này mình đã đeo chiều cao cho anh chị em thử một cây đi. Và chiều cao của này có 15 à. Và mã số 22 giao lưu với anh chị em là 500.000 mình đổi cây nghe anh chị em. Đây có một mình ăn thẳng mình lấy cho anh chị em. Và mã số 16. Ủa quên. À, lộn anh chị em, mã số 23. Cũng là cặp hồng ngọc mai anh chị em. Có một mình hay quên quà anh chị em ơi. Đó một cây dáng đổ và một cây dáng lắc anh chị em. Cây này lắc, cây này đổ anh chị em. Cái thân thì bằng ngón tay này của mình nè. Đó chiều cao này là 19 anh chị em. Cây bên đây 17 anh chị em. Và mã số 23 giao lưu với anh chị em là cũng 500.000 mình đổi cây. Và mã số 24. Đừng có xô. Để tôi lấy cho. Mã số 24 cũng là cặp hồng ngọc mai anh chị em. Cái này hai dán lắc hết anh chị em ơi. Cũng cái thân thì cũng bằng ngón tay cái mình đó. Ủa ngay tay giữa chứ. Chiều cao là 16 anh chị em. Bên đây là cũng vậy đó anh chị em. Đó mấy cái cò này nó cũng quá quái anh chị em đó. Và mã số 24 giao lưu với anh chị em cũng 500.000. Mình lên vài cặp này nè cho anh chị em dễ chọn. Và mã số 25 cũng là cặp hồng ngọc mai, một dáng lắc một dáng đổ anh chị em. Cái thân thì cũng bằng ngón tay giữa mình hết anh chị em. Cây thuần chậu anh chị em ơi, nó cho bông quá trời luôn anh chị em. Cây mình bao sống khỏe luôn á. Và chiều cao bên đây là 18. Bên đây cũng 18 anh chị em. Mã số 25, cái này giao lưu với anh chị em cũng 500.000. Rồi mình đổi cây anh chị em.
Nãy số 26 cũng là cặp hồng ngọc mai anh chị em. Cái này mình đã sửa một nước dây anh chị em. Cây thuần chậu sống khỏe anh chị em ơi. Đó. Cái thân thì cũng bằng ngón tay giữa mình anh chị em. Cái thân á, đế thì đế nôm không anh chị em. Dạ, chiều cao bên đây 40 anh chị em. Cây bên đây là 37. Rồi mã số 26. Cái này mình giao lưu với anh chị em cũng 500 ngàn mình đổi cây anh chị em. Và mã số 27 mình cũng là cặp hồng ngọc mai anh chị em. Cái này cũng đã vô một nước dây anh chị em ơi, cây thuần chậu sống khỏe. Đó, cái thân thì cũng bằng ngón tay giữa mình anh chị em. Bộ hai bộ rễ nôm không à. Chiều cao là 34 anh chị em. Cây bên đây là cũng 36, cây chuẩn bị cho qua hết anh chị em. Mình có vô nước dây đó. Dạ, mã số 27 giao lưu với anh chị em cũng 500 ngàn mình đổi cây anh chị em. Giờ mình lên là mai chiến thủy anh chị em, mai chiến thủy mặt khỉ. Dạ, mã số 28 cũng là mai chiến thủy, mai chiến thủy là mặt khỉ anh chị em. Mình còn vài cây nữa hết hàng anh chị em ơi. Đó, cái thân này nó có cái nhánh co lắc, cái nhánh hồi đầu cũng quái anh chị em. Dạ, chiều cao là 42 anh chị em. Dạ, hoành thân này 14, đế nở anh chị em. Dạ, mã số 28 giao lưu với anh chị em 500 ngàn mình đổi cây anh chị em. Mã số 29 cũng là mai chiến thủy đã cây mặt khỉ anh chị em. Cây cho bông quá trời anh chị em, bông nó thơm anh chị em. Chiều cao là 65 anh chị em. Mỗi cái nu nó từ gốc tới ngọn luôn đó anh chị em ơi. Cây già cây đó. Dạ, hoành thân này là 17 anh chị em. Và mã số 29 giao lưu với anh chị em cũng 500 ngàn và mình đổi cây anh chị em. Mai chiến thủy là bông nó thơm lắm anh chị em ơi. Rồi mình lên, cái này mình lên mai chiến thủy đặng keo anh chị em. Và mã số 30 là mai chiến thủy đặng keo anh chị em. Đó, cây này thuần chậu nó cho bông quá trời đó anh chị em. Cây sống khỏe. Và chiều cao là 25 anh chị em. Tổng cái này là 15. Và mã số 30 giao lưu với anh chị em, cái này là 400 ngàn mình đổi cây anh chị em. Và mã số 31 là mai chiến thủy đặng keo anh chị em. Cái phôi này lùng lực anh chị em. Chiều cao là 20 anh chị em ơi. Dạ, hoành thân 15. Mã số 31 giao lưu với anh chị em là 450 ngàn đổi cây anh chị em. Mã số 32 cũng là mai chiến thủy đặng keo anh chị em. Dạ, hoành thân 17 anh chị em. Và mã số 32 giao lưu với anh chị em cũng 450 ngàn mình đổi cây. Mình còn vài phôi nữa là hết hàng anh chị em ơi. Và mã số 33 cũng là mai chiến thủy đặng keo anh chị em. Phôi này lùng lực anh chị em ơi, đế nở nè, chiều cao 17 anh chị em. Dạ, hoành thân 17. Cái này là mã số 33 giao lưu với anh chị em, cái này 450 ngàn ha. Đồng giá. Rồi mình lên cặp bích ngọt anh chị em. Mình về mới cặp bích ngọt.
Ủa tách ngọt anh cho em quên nữa. Mình lên được có một cặp nha anh chị em. Rồi. Mã số 34 là cặp vít ngọt anh chị em. Dạ tách ngọt. Trái chín hết anh chị em ơi. Và chiều cao 37 anh chị em. Cái thân thì bằng ngón tay út mình nha anh chị em. Đó, cây thuần chậu. Quá trời trái đường chín anh chị em. Và mã số 34 cặp tách này mình giao lưu với anh chị em là 700.000. Mình cũng bao xếp toàn quốc là cũng là mã số cuối cùng. Và cuối clip xin chúc cho anh chị em ha nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc, làm ăn phát tài. Số điện thoại của giường mình là 0939 906 192 cũng là số Zalo anh chị em. Và quê mình ở Bình Tân, Vĩnh Long. Hẹn anh chị em clip sau sẽ gặp lại. Chào anh chị em.